Lời nói đầu tiên, Dương Hậu chúc quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Hôm nay Dương Hậu đến bệnh viện thành phố Ngã Bảy, lầu 1 phòng 157. Đây là Cao Thị Quanh, 37 tuổi, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Sau khi mẹ qua đời chưa một tháng, thì hôm nay Quanh bị đau ruột thừa cấp tính, mổ liền, nếu không mổ sẽ nguy cơ tính mạng. Và sau khi mổ thì Quanh không có tiền đóng tiền viện và tiền thuốc, thì hôm nay Dương Hậu đến đây cũng là trao tiền của quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước giúp cho Quanh vượt qua khó khăn này, vì chồng đã bỏ đi không còn ở nhà. Anh cô đi bằng 200.000, gia đình cô bắt đi 200.000, gia đình cô bắt Thái My 200.000, Lâm Long Harry 100.000, gia đình Vinh Thành Hiếu Cường 100.000, anh Long Bách 100.000, anh Lâm Cường 100.000, Quỳnh Phương Dung 500.000, Mai Trinh Mỹ Linh Diễu Hằng 200.000, Chế My My Đen 200.000, nhà hảo tâm Hoa Kỳ 300.000. Yến ơi, ông cho cho con là 2.200.000, ông cho con lo cho đúng tiền viện, tiền thuốc ha. Xin mời con. Con cảm ơn các nhà hảo tâm để đỡ góp tiền để chữa bệnh cho mẹ con, cảm ơn. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909098469. Cảm ơn quý vị dành vài phút xem chương trình này. Đây là em Cao Thị Quanh, 37 tuổi. Mong các nhà hảo tâm xem và giúp Cao Quanh có điều kiện lo cho các cháu ở nhà và đóng tiền viện, tiền thuốc. Xin cảm ơn.